Mọi người có tin là có thể quay ngược thời gian không? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ký Kỳ Cụ. Lại là một đêm mình không ngủ được. Mình nghĩ mình thuộc kiểu người mà chuyên thức về đêm và làm việc đêm khuya sẽ hiệu quả hơn. Đây sẽ là một video đêm khuya. Trước khi bắt đầu chủ đề, mọi người đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh của mình nha. Tối là cái khoảng thời gian mà con người ta yếu đuối nhất. Có lẽ vì đêm khuya không ồn ào, không náo nhiệt, không sôi động như buổi sáng, mọi người cũng dần chìm hết vào giấc ngủ rồi. Còn mình là chống chọi lại với màn đêm thôi. Trong nhà thường mình là người dùng wifi trễ nhất. Tối thì mình hay bị mẹ nhắc nhở vì tội không tắt wifi trước khi đi ngủ. Thế là tối nay tắt đi. Mà mình lại ngủ không được. Wifi tắt rồi. Wifi với người trẻ bọn mình là sinh mạng thứ hai. Nhiều người trẻ đã quen với sự có mặt của wifi. Cũng dễ hiểu thôi. Ngày nay hàng ngàn thứ thú vị đều xuất hiện trên mạng mà. Wifi tắt rồi. Nằm biến khởi động lại. Thế là chỉ đành phớ lấy cái iPad để mở những bản nhạc cũ trên máy để nghe giết thời gian. Nhắc tới nhạc thì đã khá lâu rồi mình không nghe nhạc. Cũng khá là lâu rồi mà mình không cập nhật list nhạc trên iPad. Có thể nói là khi nghe lại những bản nhạc cũ này thì dường như là trở lại với quá khứ, sống lại với mình của trước đây vậy. Mọi người có tin là có thể quay ngược thời gian không? Mình đã nghe đâu đó là khi bản thân sống lại với những ký ức lúc trước của mình, tức là lúc đó bản thân đã trở về quá khứ rồi. Này, có thể nói là mình được quay ngược lại thời gian rồi đó. Cái cảm giác mà đêm khuya chỉ còn mình bạn còn thức, rồi các bạn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bạn thấy cả khu phố cũng đã chìm dần vào giấc ngủ rồi. Đèn đường cũng tắt hẳn đi rồi. Rồi các bạn mở lên những bản nhạc cũ bạn tải để mà bạn nghe, bứt xác, tự cảm thán: những năm nay mình đã thay đổi nhiều rồi nha. Mình hoài niệm bản thân của lúc trước, những suy nghĩ của lúc đó, những người bạn, những người đi vội vào cuộc đời mình. Để rồi họ cũng chỉ là những người khách tạm bợ, tạm dừng chân. Rồi đã xem cuộc đời mình như là chạm dừng chân, thì không sớm thì muộn, những vị khách đó cũng ra đi, trả lại cho mình cuộc sống của mình như trước đây. Mà có những vị khách kế tới và ra đi, để lại cho mình những cái sự tiếc nuối, những cái bài học, để mình biết được cái gọi là sự chia ly, cái gọi là trân trọng người trước mắt. Rồi mọi người biết, hiện tại ngay giờ phút này, thứ mình mong muốn nhất, thứ mình giá nhất là gì không? Mình giá lúc này mọi người cũng nghe được những bản nhạc mà mình nghe. Phải nói gu nhạc của mình chỉ toàn nhạc buồn thôi, những bản ballad buồn. Mình nghĩ trò chuyện đêm khuya tới đây là đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Và đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.